Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quay video hướng dẫn gậy đánh cờ vua trên máy tính ha. Thì ở video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách quay video gậy đánh cờ tướng. Các bạn có thể vào kênh YouTube của mình để xem lại ha, kênh YouTube Tủ Sách Vàng để xem lại. Ok, và hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách quay video để mình dạy đánh cờ vua trên máy tính. Thì bạn nào có kiến thức về cờ vua thì mình hãy dùng cái cách mà mình chỉ để mình tạo ra nhiều video up lên YouTube cũng như Facebook để chia sẻ với cộng đồng ha. Ok, rồi đầu tiên các bạn sẽ vào trang web hoctusa.net để mình tải phần mềm. Thì đây là cái trang web giới thiệu các mã giảm giá các khóa học trên Unica ha. Bạn nào nghiên cứu các khóa học trên Unica thì mình hãy vào đây, click vào những cái đường link do mình giới thiệu để được giảm giá 40% ha. Ok. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào nút tải về để nó chuyển sang cái driver của mình. Đó. Sau đó mình sẽ vào thư mục software. Các bạn sẽ tải hai cái phần mềm ha. Phần mềm thứ nhất là OBS Studio. Đó, thì đây là cái phần mềm để các bạn quay màn hình máy tính ha. Và mình có thể phát trực tiếp live stream trên Facebook. Ok. Rồi, phần mềm thứ hai các bạn cần tải về đó là cái file cờ vua này ha. Đó, file cờ vua này các bạn sẽ nhấp vào để mình tải về. Sau khi tải được hai cái phần mềm này rồi thì các bạn sẽ cài vào máy tính của mình. Đó, thì ở đây mình đã cài sẵn rồi ha. Mình sẽ mở cái phần mềm cờ vua lên. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái phần mềm này. Đó, thì... Đó, rồi. Để mở một ván cờ mới các bạn sẽ nhấn vào nút New này ha. New, ok, đó. Và các bạn sẽ di chuyển đây. Đó, thì mình đang chơi với máy ha. Và các bạn sẽ chuyển sang chế độ là chơi hai người để mình có thể dạy đánh cờ vua trên máy tính nè. Đó, vì nếu mà đánh với máy thì mình không thể mà dạy đánh cờ vua được. Các bạn sẽ vào file. Mình vào engine này ha, engine. Sau đó các bạn chọn là play netherside, nghĩa là mình không có tự chơi. Đó, và mình có thể chơi được hai người cùng lúc. Đó. À, các bạn nhớ ha, mình vào engine và mình chọn play netherside để mình có thể hướng dẫn đánh cờ vua trên máy tính. Đó. Rồi, mình sẽ chọn new lại ha. Mình mở ván cờ mới lên và mình đi đây. Đó. Đó, nếu mà vậy thì các bạn sẽ undo lại. Và mình chọn engine lay never sai. Đó, để mình đi ha. Đó. Ok. Đó, thì quân nào bị mất thì nó sẽ hiển thị bên đây. Và bên trên này nó có đồng hồ để nó đo thời gian cho từng bên ha, bên trắng và bên đen. Ok. Đó, thì ngoài ra các bạn cũng có thể sắp cờ thế để mình chơi những cái ván cờ theo cái sắp xếp của mình ha. Các bạn vào file và mình chọn là setup board. Đó. Ở nút clear board này là mình sẽ xóa hết các quân cờ trên bàn cờ và start position, nghĩa là cái bàn cờ mới bắt đầu ha. Đó. Các bạn hãy clear đi và mình sẽ dùng những cái phím bên đây mình sắp xếp vào những cái quân cờ đây mình sắp xếp vào ha. Đó, thì đây mình là đang sắp bộ dáng cờ thế theo trên cái bàn cờ vua này. Đó, các bạn có thể sắp cờ thế vào đây. Ok. Đó. Sau khi sắp xong mình nhấn vào nút ok ha. Ok. Đó. Và mình cũng không thể nào sắp lung tung được. Đó. Rồi. Bên đây do thiếu quân vua nó báo lỗi ha, và mình ok. Đó, thì đây là cái ván cờ thế của mình. Đó, rồi các bạn cũng có thể đi được ha. Đó, đi.
Rồi. Rồi. Sau khi mà mình đã biết cách sử dụng cái phần mềm Azure này rồi thì các bạn sẽ cho nó thu nhỏ lại. Rồi mình cho nó ra giữa này ha. Cho giữa cái màn hình này. Rồi, các bạn sẽ mở phần mềm OBS Studio lên. Mình sẽ cho cái bàn cờ này nó hiển thị lên phần mềm này ha. Và các bạn nhớ là phần mềm này mình sẽ hiển thị trên cái desktop này, mình không cho nó ẩn xuống đây ha. Các bạn sẽ mở nó lên thì cái phần mềm OBS Studio nó mới nhận ra được. Đó. Ở cái phần âm thanh thì ở đây mình đã chuẩn bị mic sẵn rồi ha. Đó, cái âm thanh nó đã có sẵn đây. Các bạn phải bật lên. Đó, mình muốn nghe cái âm thanh của cái máy tính thì mình bật này lên luôn ha. Ok. Rồi. Ở phần hình ảnh thì các bạn sẽ nhấp chuột phải và chọn thêm. Mình sẽ thêm một cái cửa sổ, chọn quay cửa sổ ha. Quay cửa sổ. Đó. Thì nó sẽ hiển thị cái bàn cờ vua, cái phần mềm cờ vua lên đây. Nhấn vào nút OK. Và mình sẽ kéo cái màn hình của cái cửa sổ cờ vua ra ha. Các bạn kéo hết cho nó full màn hình luôn. Đó. Rồi mình sẽ cho cái bàn cờ vua này ra giữa. Ok. Rồi hai bên nó đen đen này là do nó thiếu cái ảnh nền ha. Các bạn sẽ thêm một cái ảnh nữa. Nhấp chuột phải vào cái phần nguồn và mình chọn thêm hình ảnh. Đó, các bạn sẽ vào Google mình tải một cái ảnh nền thật đẹp ha. Đó. Và mình sẽ chọn đường dẫn cho nó đến cái ảnh đó. Ví dụ như cái ảnh nền này. Ok. Rồi. Và mình sẽ kéo cho nó full màn hình luôn. Rồi, các bạn sẽ kéo cái ảnh này xuống cái cửa sổ ha. Để cửa sổ nó lên trên. Ảnh nằm bên dưới. Tiếp theo các bạn sẽ đưa cái avatar của mình vào đây. Mình cũng vào mình vào Facebook mình tải cái avatar ha. Đó, nhấn vào nút thêm. Thêm hình ảnh. Đó, hình ảnh thứ hai. Và mình chọn đường dẫn đến cái ảnh avatar đó. Đó. Ok. Rồi, mình cho cái ảnh nằm bên góc phải màn hình và cho thu nhỏ lại. Đó. Rồi. Và các bạn sẽ bắt đầu đi ha. Đó. Đó mình bây giờ mình đi Vân Hậu đây là đây màn hình nó cũng di chuyển theo ha. Đó. Rồi. Sau đó nếu mà các bạn quay video để up lên YouTube và phát lại trên Facebook á, thì mình sẽ nhấn vào nút bắt đầu ghi. Hoặc các bạn có thể live stream trực tiếp trên Facebook. Mình vào Facebook trang cá nhân ha. Hoặc là trang group fanpage gì cũng được. Đó, các bạn vào Facebook, sau đó mình vào video trực tiếp. Video trực tiếp đây ha. Đó. Các bạn sẽ vào phần kết nối để mình copy cái khóa luồng này, copy. Đó, copy. Sau đó mình sẽ vào cài đặt. Vào phần cài đặt này, mình chọn stream và mình nhấn vào nút hiện, mình xóa cái khóa luồng cũ này đi và mình dán khóa luồng mới vào. Đó. Sau đó mình sẽ kéo này xuống và mình nhấn đồng ý ha. Rồi, các bạn sẽ nhấn vào nút bắt đầu stream để trên Facebook mình nó sẽ hiển thị đây. Và mình viết một vài câu mô tả cho cái livestream này, sau đó mình nhấn vào nút phát trực tiếp ha. Ok. Rồi. Vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.